Xin chào, kính thưa các bạn của tôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tới nhà một người bạn để làm khúc ao. Sáng giờ thì trời lâm râm, mong rằng chút nữa trời không mưa để cái buổi khúc ao diễn ra thành công tốt đẹp và thêm phần long trọng. Cùng cũng tới nơi rồi, cách nhà mình nó cũng không có xa lắm. Có đem theo bánh bò nhà làm với táo lắc. Rồi đi đường nào? Chúng tôi đang sờ sẫm mò mẫm lần ra đằng sau căn nhà, mong điều gì đó thật đặc biệt đập vào mắt chúng tôi. Khi bước ra đằng sau, cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi đó là mọi người đều ướt nhẹp như những con chuột lột. Đồ ăn thì sẵn sàng, mùi thơm thì nức mũi. Chúng tôi đang rất là háo hức để được thưởng thức những món ăn nơi đây. Hình như là các thành viên trong team chưa xuất hiện đủ nên chúng tôi sẽ thưởng thức từ từ chờ những thành viên ấy. Còn đây là những chiến sĩ dũng cảm đang chuẩn bị đạn dược để chút nữa chúng tôi xong trận chiến đấu cuộc chiến bong bóng nước. Thưa các bạn, đây là hai vị chủ nhà thật tốt bụng, họ đã mời chúng tôi tới và trông họ thật là xứng lứa vừa đôi. Ăn thử trái apple á. Các bạn thấy đó, mấy trái đào nhà tôi ngâm thì khỏi chê luôn. Mọi người ăn một miếng, quay qua quay lại là không còn một miếng nào luôn. Đúng rồi. Người ta muốn chơi là phải đẹp. Vậy á hả? Nó mặc đồ đẹp. Đây đúng không hả? Bà quét cho nó đúng không? Ngâm mấy bữa luôn á. Còn đây là bàn tiệc của chúng tôi, nó gồm có bánh mì nướng, thịt gà nướng, sườn nướng, rau trộn. Chị chủ nhà thật tốt bụng khi mang ra một thùng cháy chôm chôm. Đồ ăn rất ngon thưa các bạn nên chúng tôi không thể dừng lại được. Còn đây là anh thợ nướng đồ ăn và đảm nhiệm luôn ăn cái đồ của anh nướng. Bánh mì này của chị hai nướng, nó rất là ngon, nó tựa tựa như bánh mì nướng muối ớt ở Việt Nam, chúng tôi hay ăn. Công nhận hôm nay đồ ăn rất ngon, làm tôi không để ý tứ được gì hết. Mà thực chất tôi cũng chả biết để ý tứ là gì đâu. Đồ ăn thơm ngon như thế này thì các bạn nghĩ đi, làm sao chúng tôi kìm lòng cho được. Bị trái cây.
Ăn no rồi, giờ chuẩn bị chơi trò chơi thôi. Chơi trò bóng, uống nước. Vô gái em. Giờ có một cái kế hoạch là khi đếm bắt đầu thì sẽ nhắm vô hai người đó được chọn rồi thì chọn thôi. Chúc cho hai người nào ha. Giờ xếp vị trí. Chơi chỗ nào? Có món mới hả? Có bánh kìa. Bánh tôi không? Quy mới làm. Ghê. Cái bánh là nhóc ngựa luôn á. Ba tụi con hot boy nướng đồ ăn. Thôi ăn đi. Rồi. Hai vợ chồng ảnh ra nhưng mà sao thật là khó khăn quá đi. Cuối cùng rồi, thời cơ cũng đến. Một bước xa chân là ngàn năm ân hận nha anh. Anh đã bước vào tầm ngắm thì anh sẽ không chạy được đâu. Chọn hai leader đi, một người chọn pick ra. Đúng rồi. Cứ bắt ai hai người thua thắng. Sao nhớ được người nào bên đội nào? No, thì đứng hai bên rồi. Bên đây cởi áo ra. Bên đây không cởi áo. Bên đây không cởi áo. Bên đây cởi áo. Bên đây cởi áo. Bên đây cởi áo. Bên đây cởi áo. Bên luôn đi. Bên đây cởi áo. Không có đèo. Bây giờ nè, chọn hai người leader ra, chọn phía sau kia đi. Chia ra hả? Ăn cặp túi xì đi. Cái gì? Bắt cặp túi xì. Ăn cặp túi xì rồi. Rồi, xuống. Chú Lý cũng chọn nằm bên. Rồi, vô đây. Vô đi. Họ nhớ lộn thôi. Không.
thôi 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 nhớ mặt kẻ thù trước nha con. Thôi đây nhìn mình nhìn người. Ủa sao bên này nhiều quá. Thôi nó nhiều vậy. Kẻ thù. Tôi như đang lạc vào vùng chiến sự của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, đạn bay lung tung và tôi không biết né nơi nào. Mệt quá, ngoài tầm ngắm rồi. Ướt nhẹp à? Tạnh quá. Hơi kiếm nước xịt. Trời ơi. Ấu nhà quá. Đứng sau chưa chắc ăn nè. Cái máy đâu rồi? Một người nằm trong tầm ngắm kẻ địch mà không hề hay biết. Bây giờ là trò chơi mới, trò chơi bịt mắt bắt con heo.
xuống đi mọi người. Quay phô lại nữa. Không, vậy được rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ai nhảy ra là bị thôi phải không? Chụp hình cái, chụp hình cái bị gà. I can't see. Okay. Evan, pause then go. Go. Thật tội nghiệp cho đứa bé bị nguyên một đám anh chị ăn hiếp, nên chúng tôi quyết định trả tự do cho em ấy. It is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you. Còn đây là anh chàng sàn gạo chúng tôi vừa mướn ở dưới quê mới lên. Các bạn thấy đấy, ảnh có những bước chân thăng thắt và những đôi tay khéo khéo để sàn những hạt gạo thơm ngon dẻo ngọt. Còn anh này, sau khi xem lại các video, anh đã rất hối tiếc vì tay anh đã có thể chạm tới trái đào nhưng không thể hái được nó. Gạt chưa? Có đá không? Còn đây là món rượu trái cây do chị chủ nhà pha chế. Có nướng lại không? Khỏi. Đưa một phần ba. Ờ, có hậu á hả? Ờ, có hậu á hả? Cái hậu là phong được luôn. Thầy uống nha. Nước đẻ. Bây giờ còn ấy, đúng không? Còn automatically. Don't think you're missing business miles? Try Mile IQ for free and you'll be amazed at how many business miles you are actually driving. That's the first thing the IRS checks when you check your mile deductions. Mile IQ puts Mop, hi. Trò chơi tiếp theo đó là trò chơi chiên thức ăn qua muỗng. Nó sẽ hấp dẫn hơn nếu các bạn chiên trực tiếp qua miệng. Mình giỡn đó.
Yes. Nó pressure, nó pressure. Thảm xuống, người kia thích thảm xuống. Nhanh lên. Người đưa người phải thảm xuống. Có rồi. Thảm xuống nha, đưa nó dễ thấy không? Thảm xuống. Thắng hai cái được rồi. Thắng hai cái, thắng hai cái là được rồi. Thắng hai cái được rồi. Lấy người ghép tiếp rồi. Mấy thôi. Chưa. Yeah. Còn nữa. Bây giờ trời tối rồi nên vô nhà chơi. Ở ngoài mũi cắn. Giờ vô cao kê với để là xem phim mà. Đây ca sĩ. Ca sĩ không luôn. Ý trên màn hình xuất hiện hai con ma. Bạn biết đó là ma gì không? Không lẽ đó là Maria Ozawa sao? Nhờ đi đám phim mà. Ở đây có người thắt cổ thật. Thế cậu cứ quảng cáo thêm đi. Ở đây hết. Trời không biết có bật nhầm phim hay không. Mà chúng tôi cười từ đầu phim cho tới cuối phim. Tiếng lên. Rồi kết thúc cái buổi cut out. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo.